Thưa sư ông. Dạ, Thúy Liễu kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Rồi à, rồi cái vụ mà ông Nam Chào á, cô có biết không? Cô có đi tới chỗ ông Nam Chào mà cô quên phim không? Con có tới đó. Mà cô có gặp ông Nam Chào không? Không, con không gặp ông Nam Chào. Vậy là cô không gặp rồi. Dạ. Cũng người ta cũng tới quên phim như cô vậy đó mà gặp ông Nam Chào luôn. Dạ. Mà cái lúc ông cậu á. Dạ. Ông nhìn tay ông cậu á. Dạ. Cậu ổng á. Ổng là năm cái giò, nhưng mà cậu ổng bằng dây rồi tối á, cậu lại năm cái giò, thì năm cái giò mà ổng bứt dây rồi tối. Trong một đêm đó là mưa gió sắc đi biết lắm. Đó là ổng có một cái hồ rất lớn, mà một cái hồ gọi là cái hồ ông nhìn tay đó, cái hồ đó cái dung dây đó khoảng chừng cái chục cục đất vậy đó. Dạ. Một cái dung bự là mà ở dưới cái hồ đó là nước không à. Dạ. Thả ông nuôi dưới cái hồ đó mà cậu dây để dưới. Mà trong đêm đó là nó cắn bỏ hai cái giò, còn có bốn giò. Dạ. Năm cái giò thì các bạn đang chào là năm cái giò đó, năm cái chân là bây giờ còn có bốn chân, cũng như là bao nhiêu cuộc sống khác vậy đó. Tôi thấy cuộc sống nữa. Dạ. Tôi thấy cuộc sống nữa, phải gặp cô á, gặp có bữa đó có cô thấy đó. Họ mà các mà cái dài lên quay phim như cô nè. Dạ. Họ đều quay có làm chèo luôn. Là quay cái lúc mà ổng bị cột cái nha, chứ còn bây giờ thì không ai gặp đó. Vậy đó, rồi ổng cắn cái ổng bỏ thì sáng ra là ổng đình tay là ổng sao này mất tiêu, còn có sợi dây không với cái giò ổng à. Rồi tới ngày này ổng đi rồi, mấy ổng cái mấy là ổng đi một thời gian đâu cũng cả mấy năm, cái ổng trở về ổng trở về ổng có về cái làng đó đó, cái làng Bảo đó. Ổng cái gì ổng phá dữ lắm, ổng bắt là gà vịt heo bò trâu gì ổng ăn hết trơn. Dạ. Rồi người ta ổng cũng ăn luôn. Ổng làm sao đó là con rồng, rồi là con độc lông á. Dạ. Nó ăn con, ổng làm sao ổng ăn hết dân gian mình không còn gì nào á, chứ nó là con yêu, nó là con quỷ á, chứ không phải con số thường như mình đây ha. Số thường mình đây là cái khác, còn nó không ai gì bắt được, chỉ có bậc tiên nó mới bắt được thôi. Nó mà cũng không bắt được nữa, không bắt được. Rồi có đi một thời gian cái ông đình tây á, ông đi kiếm á, chỗ nào mà có ông xuất hiện á, ông đi bắt người ruột, bắt người ta, bắt xuồng ghe gì đó, ông đặng có xuồng ghe ông đặng tìm ông bắt ăn hết, rồi bò trâu ông bắt hết, heo gà vịt ông bắt ăn rau hết, không còn. Ông xuồng đó ông chưa có tu nha. Dạ. Thì ông đình tây á, ông nào mà người ta đồn xấu có ông là ông đi kiếm ông bắt, ông kiếm ông bắt, thì ông kiếm ông bắt, thì ông đi lại tới cái chỗ ông ở đó, tới chỗ ông đang chào ở, thì ông nằm ở dưới đây xong á, ông làm dưới đây xong, nguyên xong cái gì nè, ông làm dưới đây xong á, ông lên, ông biết là ông sợ hay gì đó, ông lên bị bắt, ông lên, thì cái mà lúc đó ông buồn ghê lắm, lúc đó là ông buồn chiếc ghe luôn vậy đó, buồn dùng cái ghe 300-400 dài đó, buồn dưới dài mấy chục thước ấy mà trời, thì cái ông biết ông nhìn tay bắt ông, mà ông nhìn tay ông cột, ông nhớ là ông nuôi ông đó, nuôi ông trăng ha, ông nuôi ông trăng cái từ sau này ông cứ ông bước về ông đi rồi thì từ đó sao ông tự động kiếm ông ăn, chứ còn ở đâu có ai trăng rồi á. Khi mà ông nhìn tay ông đợi ông bắt không được, ông lại luôn sáng mấy ngày nữa ông không lên, ông nằm dưới đáy sông á, ông nằm dưới đáy sông ông lên ông sợ ông lên bị bắt nó lên, thì cái ông nhìn thấy ông mới dạy, ông nói nhái bây giờ mà tôi đến đây tôi để mà tôi bắt ông, nhưng mà ông bây giờ ông không lên, tôi ở đây có thể 5-7 ngày mà tôi không thể bắt được ông, rồi ông không lên thì tôi không thể nào bắt được, thì bây giờ ông có lời cầu nguyện. Ông nói bây giờ á, cái lệnh của Ngọc Đế á là phải bắt ông, phải giết ông. Bây giờ ông là con yêu quỷ, ông là con yêu ái, là con độc lông á, chứ không phải là con xấu, con rồng á. Nó ăn hết cái dân gian của mình là không ai còn ai nữa. Không ai làm gì nó được. Không có làm gì mà giết ông được. Đó. Không ai nữa. Rồi cái ông mới nói với ông mới nói với ông chèo gì đó. Ông làm gì xong ông nói. Đó mà ông làm chèo ông gà. Ông làm vợ ông ở dưới sau ông gà. Ông nói bây giờ linh của con đế ra phải biết, tôi phải bắt ông và phải giết ông. Là ông phải chết ngay đó, tôi bắt ông làm thì giết ông chết ngay, chứ còn không để ông nữa. Bởi vì để ông mà phá khuấy chú sanh, ông làm cái chuyện tội ác
cái việc tội ác rất là nhiều, nên Ngọc Đế lệnh là có thể ra lệnh là bắt ông, là giết ông. Ông nói bây giờ ông còn hai con đường. Nếu bây giờ từ đây sắp tới á, mà ông tu á, con đường tu á, thì tôi không bắt ông nữa. Mà ông tu á thì bây giờ ông đi, ông vô ở đâu ông ở nha, đừng có trở về đây mà phá khuấy và dân chúng nha, đừng phá khuấy dân chúng sớm làm. Đó là ông đi tới Cần Trè, đó là ông đi có biết đâu. Dạ. Ông đi xuống cái muốn đường nào bây giờ đó. Dạ. cái lúc mà tôi nói mà ông nằm dưới sông á. Dạ. Thì ông đi luôn, ông đưa không trở lại nữa, không trở lại ông đi tay nữa. Thì ông mới đi xuống muốn đường nào, đi xuống muốn đường nào để ông ở đó. Tại cái muốn đường nào, cái ba dòng nào đó, cái muốn cho bụi hung đó, là ông nằm đó tới ngày này, tới ngày này ông nằm như là ông ở đó, đó là ông tu, đến tới đây cái ngày này luôn. Chứ còn bây giờ ông bự ghê lắm, bây giờ nó thấy ông bự là nói là nó không có thể được. Ông bự ghê lắm, ông lớn hoài không có ăn, ở nằm một chỗ không ăn không uống, cũng như bao nhiêu cái con cù, con sấu, con cá mập, các bao nhiêu cái loài cá khác mà nó tu vậy đó. Đó là bây giờ ông tu tới ngày này ông có là được. Yeah. Con nghe cái câu là con sông nước chảy dầm cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Cái đó là ông á, là ngày sau là có con nghiệp xúc lúc mà người hung á, sao ông năm chèo quá đó là ông đó. Nhưng mà yeah, cái người đời á là nói vậy người đời không biết, nếu mà cô biết. Yeah. Rồi nói gì là cô biết á. Yeah. Là ông á, là ông năm chèo hút đó là ông á. Sau này là nuốt người hung á, sao sau này á, sau này mà ông lên á, không phải là ông ở dưới sông. Yeah. Mà sau này ông tu á, cái ông tu từ hồi ông đi ông tu luôn tới giờ đó. Yeah. Là không biết đâu, nằm một chỗ, là nằm một chỗ không đâu hết, không ăn uống mà ông sống lớn hoài. Bây giờ ông lớn ghê chứ, càng ngày càng lớn, bây giờ lớn rồi. Yeah. Là sau này là ông năm chèo là nuốt những người hung ác thôi. Là tôi nói ăn hết dân gian mà cái người có người không tu á. Cái người không tu mới còn, còn cái người đời là ăn hết không còn. Yeah. Tôi nói cái thế gian này ông ăn hết trời không còn ai. Yeah. Nói là không mà không biết bao nhiêu mà nói ông bự ghê lắm. Mà sau này cái câu nói là nói vậy nha, nhưng mà cô cũng chưa biết đó. Không phải là ông là một con sấu, mà sau này ông lên á là ông là một con rồng. Yeah. Một con rồng ông bay lên trời á. Yeah. Ông bay lên trời, bây giờ ông bay lên trời như mình nói đây nha, là ông xuống là ông ăn sạch bẻ rồi, không có tu mới đâu khỏi chân á. Yeah. Mà chỉ có người tu á, mà tu là không ăn thôi, còn người không tu ăn hết. Bởi vì nó là con rồng, mà con rồng nó là con yêu, là con độc lông á. Dạ, gọi là độc lông. Nhưng mà ông năm chèo á, mình đâu có biết ngày nào mà ông trở lại đâu hết, chứ không? À, nếu mà nói như cô á, nói như cô á thì ai cũng biết chồng. Dạ. Nếu mà cô biết cái lần gian ai cũng muốn biết chồng. Tôi biết à, mà tôi không dám nói, mà cái người biết là không dám nói. Cái chuyện thiên cơ mà. Cái đó, cái chuyện cũng như cái chuyện đó là Ngọc Đế biết. Yeah. Còn chúng sanh, bây giờ những sanh, những cái người mà cái bậc Phật tiên đều biết cả. Yeah. Mà biết là biết cái chuyện của Ngọc Đế á. Yeah. Là biết rồi, Ngọc Đế hay đó. Chứ còn cái chuyện đó không muốn cho dân chúng mà bàn tan. Yeah. Yeah. Còn những người nói, bây giờ họ nói tùm lum tà la đó, cũng như mấy người đạo hòa hảo, mấy người mà ở luôn cắm đó. Yeah. Kia họ nói mấy ông mấy bà mấy cô mấy cậu tùm lum nè, kia là nói bậy, không có biết, nó không có. Yeah. Nói là cái vậy đó, Ngọc Đế không có chấp nha. Chứ bây giờ tôi nói không được, bây giờ tôi nói là bị phạt rồi sao đó. Biết bị phạt nữa. Bây giờ mình nói á, cái gì mình biết á, mình biết mình nói là không được. Còn người ta nói bậy á, nói bậy hả, không ai mà cố chấp, mình nói có đâu cái gì nói đó. Bây giờ cái chuyện gì mà họ nói không bao giờ có. Yeah. Bây giờ cái chuyện mà chừng nào mà ông Lâm Chèo mà ông xuất hiện có ai biết không? Yeah. Nói là không ai biết, tôi hỏi không ai biết ngay đó, vậy á. Yeah. Còn nếu mà cô biết thì người ta biết rồi, mà hơn nữa tôi chắc cái miệng cô kín nữa. con quay lên đây lên hết trơn người đâu kín được sao? Cái đó là tôi không biết, nói gì cái miệng cô nè, cái miệng cô. Bây giờ nếu mà tôi nói ra đây không? Yeah. Tôi biết, tôi nói ra cái cô biết mà bố cô nói người ta. Yeah. Cô đi về trước cô à, cô nói trời vũ kín miệng nhá, chuyện này là bí mật không có thể nói được, nó nói là không thể được nha. Cái chuyện này chuyện không phải nói, còn nói vậy cái cô nói ra cái một người
cho biết nữa tôi biết nói giờ cô biết rồi hai rồi rồi thứ con cái người cho biết là cô đó được kính giết tùm lum là thứ hai rồi tới thứ ba tới thứ tư tới 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 biết là hai cái bí mật trở thành mật mí. Dạ có sao có thấy chưa? Dạ cứ giao kính á, cái chuyện này kính lắm nha, không cho một người thứ hai biết, mà rốt cuộc một người nói ra một người cứ nói biết rồi thấy rằng ai cũng biết gì đó, cái gì là cái gì đó. Dạ bởi vì nó cái hồi hôm qua này nè. Dạ. Bây giờ ai cũng biết hết trơn mà họ biết phải có biết của họ đó, họ biết chỉ là nói chuyện láo thôi, chứ còn cái biết mà cái biết cái lúc mà không ai biết rồi cái chừng nào trường hợp Phật Di Lặc ra đời á, họ cũng nói tùm lum ra chứ cũng như mấy ông mấy bà mấy người kia nói lum cũng giống cái rồi không biết nhận. Bây giờ mấy ông nói ra tưởng ai khác thường đây tưởng đâu, tưởng đâu ông là một ông tiên nha, hay tưởng ông mà ông tu đắc đạo quả gì đó. Dạ. Nên hiến thánh không biết á, ông biết á, chứ sự thật mấy ông nó không có tu gì cả, cũng như cô vậy thôi. Nhưng mà đâu qua gì cô biết mà cô không nói, hay là cô không biết mà cô biết cũng không nói, chứ không phải nói cái được mấy người đó vậy, nói mép mà thôi, nói miệng mà thôi. Dạ. Không phải là tu gì cả. Bây giờ mấy ông hòa thượng cũng vậy, mấy ông thầy chùa mấy ông hòa thượng cũng nói tùm lum tà la, nói cái gì nói đúng chứ. Tôi đúng là mình là cái người tu bên chân tu mà không có đâu nói, không bao giờ nói. Tôi nói từ sáng tới giờ không bao giờ nói một tiếng, mà mắng năm cũng nói suốt đời không nói đi. Bởi vì cô biết không, mình là cái tu à, mình là bên chân tu nói à, nói là cái tâm nó bị động, cái trí cũng bị động, mà cái người tu bên chân tu là cái tâm phải cho tỉnh. Cái trí cũng như tỉnh. Đây lần tôi giải cho cô đến cái chuyện đó đó. Dạ. Cô tôi giải thích cho cô là có thể sau này gặp cô là tôi sẽ giải thích cho cái cô đó, cũng như là giải thích cô mai biết gì đó. Dạ. Biết cái chuyện đó. Bởi vì này, cái tu á, Phật giải tu á, Phật giải tu là Phật giải cho mình cái bằng Phật khai trí cho mình được là cái bằng cái trí của mình là cái trí của người đời, cái trí của cha mẹ là cái trí, là không phải là cái trí Phật, không phải cái trí huệ, mà khai trí gọi là khai trí của mình là cái trí tuệ đó. Rồi mới bắt được đến mới em đắc đạo quả sau này mới Phật cho cái trí huệ nha. Là cái trí tuệ đó để mà Đức Phật phải dạy chúng sanh để tu, là mình phải khai trí cho mình được một cái trí gọi là tập cái bản chánh sao mà cho được thanh tịnh mới là có thể đắc đạo quả. Từ đó là cũng không phải là một chân tu. Cái người tu chỉ có biết, có biết không, chỉ có biết tụng kinh niệm Phật mà thôi đó, và nói pháp mà thôi, mà không phải không còn nói pháp, không còn tu. Nó có thể ngồi như vậy mà không có thể niệm Phật đó, chỉ là ngồi chứ bằng tham thiền nhập định á, cũng như cô ngồi thiền như đó. Đó là còn gọi là thiền định á, gọi là Đức Phật gọi là tỉnh tọa đó. Đó là như vậy. Cái người tu mà đó là gì, chứ phải tu mà cái nó lắp hoài không, không có thấy cái pháp mà không có niệm Phật, đến độ mà niệm Phật cũng không còn niệm. Như cô bây giờ tôi còn chỉ dạy con niệm Phật nha, nhưng mà có một ngày đó tôi giảng giải cô là không còn niệm Phật nữa, là trong lúc đó cô đặt ra quả nó có cao hơn nữa nha, cái sự thông suốt con đường Phật pháp của cô cao nữa, đó là không còn niệm Phật. Nhưng là cái ngày đó là cô Phật đã nhập tâm rồi, cô không niệm Phật cũng có Phật, không có giờ phút nào tối ngày đều cũng có Phật, cũng có Phật trong tâm cả, gọi là thâm tâm niệm Phật á. Bởi vì Phật tức tâm á, Phật tức tâm, tâm tức Phật, lòng thành có Phật, Phật tức tâm, Phật ở nơi tâm. Chứ còn cái người mà cái tâm nó không có thanh tịnh, cái tâm mà cứ để cho nó bị động hoài á, thì làm sao mà đắc đạo quả được, làm sao mà phát huệ được. Bởi cái con người phát huệ phải là cái tâm mới được tịnh mới được. Bởi cô thấy ngồi thiền không? Ngồi thiền á, cái ngồi thiền á là thân tâm bất động, thì cái con người mình tu suốt cả đời mình cũng phải vậy đó, là ngày giới nghiêm suốt đời. Mấy ông mà tu mà ở ví dụ ở nước cấm nha, không biết bao nhiêu cái bậc chân tu đó, tao nhờ mấy ông tu, bây giờ tôi nói với cô đó, mấy ông kia không bao giờ mấy ông suốt đời mắng nằm nói chuyện với ai. Tôi nói mà cô đi tới nha, cô muốn đi làm cái gì làm, không bao giờ mà ngồi mà tới mà hỏi nó pháp như tu gì hết, không bao giờ mà ai hỏi cái gì mà ông nói. Tôi đơn giản là ngồi tôi đi tối ngày sẽ nghiệp chị á, bởi vì tôi cho năm đây được cảnh nhá, chứ không phải mà nói lắm giao dắt tối ngày. Bây giờ mấy người tôi mà nói là hàm nói chị á, cái đó học chỉ bằng nói mép, học chỉ bằng học nói thôi, chứ còn đúng là không phải là
không phải mấy người đó, không phải là ông tin ông Phật nào cả, mà ông Phật cũng không dạy gì đó. Dạ, con cảm ơn sư ông. Dạ, video đến đây Thế Lễ xin kết thúc. Thế Lễ chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ. Xin chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thân tâm luôn an lạc, sức khỏe dồi dào. Dạ, xin hẹn vào những video sau ạ.